Em đang dự kiến sẽ dựng một cái lán ở trên đấy, một cái khu nhà lắp ghép ấy. Thì cái nhà lắp ghép này có thể di chuyển được sang chỗ khác để làm tiếp. Ý ông là ông muốn là bán luôn thôi. Bán được cái mình bán luôn à? Ờ. Không không mà không cho mình hỗ trợ cái nhà đấy nữa. Bán đất luôn à? Bán đá được thì bán đất được. Bán đá. Đây anh Lùng đúng không? Bây giờ nhé, ví dụ bảo bà con là đồng ý cho chỗ này thì anh có đồng ý cho làm con đường đi vào không? Đấy, em làm bình thường. Hả? Thế đấy, đồng có đồng ý làm con đường đi vào? Nhất trí gì? Nhất trí luôn. Đấy. Mình đơn giản. Là người ta lấy cái đất của anh tô xong thì đất có ra đất ra. Còn đường trồng ngô nhiều. Ừ. Đấy đúng rồi, đấy như anh Lùng này đấy, lấy đất ra trồng được ngô nhiều, anh còn biết thế mà. Em cam kết với anh nhé là sau khi hoàn thành xong nhé, nếu mà em phá đất cái chỗ đấy của anh ấy, cứ lập biên bản anh muốn làm gì em được, em sẵn sàng em đền bù tiền cho anh luôn. Ôi dồi ôi, 300 triệu thế hơn đất huyện Mèo Vạc rồi. Đấy bây giờ mình bỏ hết những cái hòn đá to kia thì anh chẳng đầy đất là ở dưới toàn đất thôi cái gì nữa. Mà đây nhá, mà coi như nhá, bây giờ ví dụ em hỗ trợ cái tiền ngô thu hoạch ngô này, coi như anh không mất tiền, không mất công chăm sóc nữa, từ giờ đến lúc thu hoạch nữa đúng không? Mà hàng ngày anh không cần phải đi làm ngô chỗ này nữa, đỡ không? Đấy. Và chắc chắn sang năm nếu mà trồng ngô thì chắc chắn sẽ được nhiều hơn, vì đất nhiều hơn, đá dọn hết nha, sướng quá gì nữa. Nắng Không Biên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại thì buổi sáng nay thì anh em mình cùng với bà con nhân dân với lại ủy ban xã đã triển khai họp thôn xong các cái vấn đề, các cái công trình cũng như là các cái đầu việc để chuẩn bị trong thời gian tới. Kênh YouTube Nắng Cao Nguyên sẽ khởi động làm các cái công trình giúp đỡ cho bà con. Thì một lần nữa cho Nắng Cao Nguyên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã luôn quan tâm và giúp đỡ bà con nhân dân thôn Bán Lũng. Bây giờ thì Nắng Cao Nguyên sẽ cùng với Liên Châu Em Công trưởng thôn, anh Khoa bí thư xã Cán Châu Phìn là sẽ đi khảo sát lại cái bãi gạch và bãi khai thác đá, chuẩn bị là làm 33 căn nhà cho bà con nhân dân. Hiện tại thì riêng hai căn nhà ấy, đó chính là căn nhà của chị Súa và căn nhà của em Gia là đã được hỗ trợ riêng. Còn cái số tiền 31 căn nhà hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn ấy là cũng sẽ làm riêng mọi người, nhưng mà sẽ thi công cùng một lúc. Đấy, nên là bây giờ do là dưới tổ 3 và tổ 4 nó gần nhau và cái số hộ nó đông nhất nên là sẽ tiến hành làm một bãi ở dưới chỗ tổ 3 trước. Cái này riêng bãi gạch này sẽ phải di chuyển mọi người, di chuyển xong là tháo ra lắp đặt lại đi sang chỗ phần khác. Nếu mà đã xây dựng 33 căn nhà thì cũng mất rất là nhiều thời gian công sức cho bà con, và Nắng Cao Nguyên cũng sẽ làm sao mà tiết kiệm nhất có thể để cho bà con có được cái một ngôi nhà khang trang sạch sẽ để ở mọi người ạ. Cái này để ở nhà lúa gì? Đây, cái chỗ khu vực làm bãi đá là chỗ khu vực trên này đây. Nó rất là nhiều đá mọi người, nhưng mà liên quan đến ngô của bà con nên là phải gặp từng hộ gia đình. Anh ạ, dự kiến em là bảo là cái bãi đá chỗ này anh ạ. Dạ vâng. Vâng, đấy trồng hết ngô, bây giờ hầu như chỗ nào cũng trồng hết ngô rồi ạ. Nếu mà đã làm để trồng ngô thì sẽ em sẽ tuyên truyền cho bà con là đấy, hỗ trợ một cái con đường đi lại. Ừ. Cái bà con cái hộ đó có không? Em gọi ra đây. Nó về nhà. Đâu nó gọi ra nào. Không gọi. Lò trên lò thì gọi ở đây. Tuyên truyền luôn đây này. Vào nhà nó có. Thì suy đi tính lại thì quanh chỗ khu vực này đấy, như vừa nãy cũng là nhiều hộ dân nhất đấy. Xong rồi cái chỗ này rất là nhiều đá, mình có thể đây nhiều đá to hoặc mình có vận chuyển được bãi ở đây. Khai thác sâu xuống cái cốt của vâng, cái mặt bằng dưới này. Vâng, riêng cái chỗ cỏ bò kia là sẽ em đang dự kiến sẽ dựng một cái lán ở trên đấy, một cái khu nhà lắp ghép ấy.
thì cái nhà lắp ghép này có thể di chuyển được. Đúng rồi. Sang chỗ khác để làm tiếp. Vì cái này cũng là cái chương trình dài hạn này. Thì là cái lán của quân đội. Dạ vâng. Cái lán chỉ huy. Lán chỉ huy như thế thì về ví dụ bảo quản trong cái thời gian bảo quản nó cũng rất là khó vì nó là bạt mà anh. À, bạt. Vâng. Mà mình còn phải để xi măng nữa. Thế cái bắn tôn thì. Vâng, bắn tôn ấy. Dạ vâng. Khung thép ấy. Vâng, đúng ạ. Làm khung thép, bắn tôn mà đặc biệt là nhất là quan trọng nhất về vấn đề là xi măng này. Đúng rồi. Vâng. Bảo quản được. Bây giờ mình không làm cẩn thận này, đến lúc xi măng vận chuyển đến nơi mà mưa gió và mùa mưa nó hỏng hết, chết hết xi măng thì cũng rất là phí. Thực ra có cái chỗ nào mà nó khuất tí thì khai thác đá thì nó tiện. Bởi vì nó có mấy vấn đề. Thứ nhất, sau là mình làm du lịch, nó không phá vỡ cảnh quan. Ừ. Đấy. Để mà khuất thì hôm đấy em cũng đi xem hết rồi, có đúng cái chỗ này là đẹp nhất. Chỗ nào khuất thì xa quá đúng không? Vâng, chỗ nào khuất xa quá không thể di chuyển lên đến được. Mà cái chỗ này thì mai sau ví dụ như kiểu cái hộ gia đình mà mình khai thác xong ấy thì có thể trồng những cái cây cảnh quan ở đây mình đào điếc mình trồng lên nha. Thế cái diện tích đất của cái hộ gia đình này là một à? Từ đây đến đây là một à? Không ạ, nó có chỉ có là một thửa từ cái chỗ mà nó tất cả cái chỗ mà con đất to này vùng xung quanh đấy cái chỗ mà thế hết đá này không? Không thực tế cái đá to kia. Tảng đá to kia xuống đây là hộ khác à? Đấy, thế là liên quan đến hai hộ gia đình. Cái đá to kia là cái cua, cái bãi kia là của thỉnh thoảng mới lình xe sao ấy. Được cái chỗ này thì nó thuận hơn này, bởi vì nó nhiều đá rời. Vâng. Mình đập ra là rất dễ. Không phải tác động nổ. Đi đây nó dễ tiện. Đấy, chỗ này phải bằng. Đây chúng đây đi thì một con giàn. Và riêng chợ phải tuyên truyền là một con đường vào nữa. Vâng. Đúng không? Vâng. Đường thẳng. Cứ mất hai hàng ngô để có một con đường đi vào. Cái này sẽ làm cho bà con là ba cái xe cải tiến anh ạ. Thì vận chuyển nó dễ. Xí nữa thì mình sẽ tuyên truyền là sẽ hỗ trợ bà con. Vâng. Cái tiền giống cây trồng ngô. Vâng. Nói chung bà con quy ra chỗ này là thu hoạch được bao nhiêu hỗ trợ luôn. Vâng. Đúng không? Hỗ trợ cả công. Cái này hỗ trợ được. Cả giống cả sản phẩm. Vâng. Nó không đáng bao nhiêu đâu mà. Đây à, chủ hộ đây à? Vâng. Chủ hộ đấy gì? Dạ lớn nhỉ. Đây ông này là có đất nương đây à? Đúng ạ. Đất dưới này là của ai? Đất này là của Thành Đồng ấy. Đồng lấy là chủ tịch. Gọi nốt ra đây. Để đây tiền chuyển hết trong cái địa trong trên hội trường mà. Chuyển ra cái là gọi nốt hộ ra đây để tuyên truyền luôn con đường này. Đây. Nó con này là lông liền. Đấy chứ nhỉ? Chứ, vâng. Anh biết tiếng phổ thông không? Biết tiếng Tây đá đó. Biết thì không biết hỏi thế trả lời không. Đấy chứ nhá, tới là sẽ khai thác cái đá ở đây. Thế nên mong muốn hộ gia đình sẽ giúp là cho khai thác đây, mà khai thác đây thì anh em sẽ hỗ trợ tiền giống là tiền phân, tiền công này. Và sau này cái đám này thu hoạch bao nhiêu bà con thu hoạch bao nhiêu là sẽ hỗ trợ luôn thành sản phẩm luôn. Và sau này là bà con sẽ được cái mặt bằng rất rất đẹp này. Không trồng được ngô nữa. Khai thác hết rồi thì thành cái mặt bằng làm nhà cũng được, mà làm công trình gì cũng được, lúc đấy đất có giá hơn. Đúng không? Mà trồng ngô thì được mấy cân ngô lắm đâu. Mà hơn nữa bây giờ mình khai thác hết đá thì trồng ngô còn dễ hơn. Trồng ngô dễ hơn. Không làm chỉ nhà. Mượn mấy tháng thôi. Ý là ông anh này là bảo là sợ mình lấy đá xong là nước chờ cái mùa mưa các thứ là nước lại cuốn hết cả đất đi. Không làm gì lo chuyện đấy. Nó thành cái mặt bằng. Và ông này là lấy hết đá xong là đánh thẳng cái mặt bằng ấy. Chứ không phải đánh dốc này đâu. Không phải lấy đá mồ côi xong là lại thành cái dốc này mất đất đâu. Mà thành cái mặt bằng luôn như này. Thế luôn này mình làm nhà cũng được, làm gì cũng được. Mà thế này mình khai thác triệt để luôn cái đá để lại tạo cái mặt bằng chỗ này luôn. Đánh từ cái tả ly kia xuống luôn, đúng không? Thì nó được nhiều. Mà được lợi một tiết đó to mà. Lợi một tiết. Mà mai sau ví dụ như kiểu là anh làm tạo mặt bằng xong rồi mà về làm về du lịch có thể làm nhà homestay ngủ nghỉ đây thoải mái luôn. Nói chung là nếu mà đồng ý được người khác thì nhất trí phút mốt luôn. Đúng
không? Như phải em nhất trí ngay. Mà không lấy đồng nào. Dạ vâng. Bồi thường. Mình nhất trí ngay tự nhiên được cái mặt bằng. Vâng. Mình mừng. Đây còn suy nghĩ chán. Đây có một năm chắc vài trăm nghìn tiền ngô. Vâng. À, nhà anh này là ở đâu đấy công ơi? Nhà anh này ở đâu nhỉ? Nhà anh Chứ này. Đây à? Cái nhà này đúng không? Không, hai cái nhà mà sau cái đông trúc. À, hai nhà sau đông trúc là con của chú này đúng không? Của ông già ấy. À, đi tặng của cho ông ấy. Ừ, thế thì ở trong nhà cũng khó khăn mà thì bây giờ anh thì anh ấy đang bảo cái gì? Anh ấy đang bảo là nếu mà khai thác cái bãi đá đấy là sẽ cậy hết toàn bộ cái đáng đấy là nó hỏng hết đất ngô của ông thì không đủ ý. Đánh mặt bằng thẳng xuống rồi mà có phải khai thác như này đâu. Em phải bảo ông này. Không phải cậy đá đâu mà sau này khoan xuống xong rồi lấy đá tận chân ấy để tạo cái mặt bằng rộng cho ông à. Làm cái gì làm nhà cũng được này mà trồng ngô đổ đất vào trồng ngô cũng được nó bằng này mà. Đánh thằng mặt bằng như nương dưới này này. Ngày sau trồng ngô khi được nhiều hơn ấy. Thành cái mặt bằng cho mình không? Cái này hỗ trợ mà. Hỗ trợ làm mặt bằng không? Hỗ trợ nhà với lại hỗ trợ tiền kia nghĩ kiểu gì? Đất thì vẫn đất của ông ấy. Mình là lấy đá thôi xong rồi tạo mặt bằng cho ông. Tạo mặt bằng nó bằng như cái dưới này mà. Tế mà vô tế mà lên có dễ nè bảo ông sao mặt bằng bằng như này này. Mà mai sau đấy còn mình còn làm nhà làm cửa có khi ở chỗ đấy còn ngon đấy. Đấy. Nếu mà đất mất đi thì sau này cam kết là chở đất đúng rồi đổ cho ông nó thành mặt bằng này về luôn này. Mai sau bây giờ có đường ô tô đi vào chở đất đơn giản mà đấy. Đây chơi chơi bóng mà tổ cá là ô tà tiệt giờ chỉ mua mà là chết luôn là thao tuôn chuột phút trong đấy. Bằng như này luôn. Ừ. Bằng như này. Cái này coi như giúp đỡ cho bà con. À, anh này là con nuôi đúng không? Đấy. Anh này vẫn chưa hiểu được cái vấn đề nó khó. Cái kiểu trước của em có một cái bãi thế này cho không họ lấy đá đi xong là chỉ xin một hai chuyến đất thôi. Đó thì em bảo ông trước em làm thế. Chỗ này mà nếu khai thác đánh hẳn chân xuống mà bằng như thế này thì anh cũng nghĩ thoải mái. Vâng, đánh được anh, cái này làm vì là làm cái khối lượng rất là lớn mà. Vâng. Thoải mái làm 3 căn. Dạ vâng. Thậm chí làm cả đường. Vâng. Đường thì không đủ. Đường mình khai thác luôn. Không, đường bên cạnh cứ gần bãi mình khai thác luôn này. Còn cái này để phục vụ công trình quanh đây thôi. Dạ vâng. Thì thừa. Thoải mái. Vì cái này còn làm mà các cái tuyến đường nhánh và đi các hộ gia đình nữa mà anh. Đúng rồi. Nó rộn lên là ô chê cũ đó đấy mà. Giờ mùa mà cho hàng cái không đi mà giờ chỉ mùa không đi mà thô không giờ bắt được rồi mang thứ nếu nó chơi cái chỉ tao phải ô bút mang. Sau này mình không trồng ngô nữa mà nó có mặt bằng ấy, mình làm nhà hay không thì bán cho họ thì cũng được hàng trăm triệu. Đúng không? Bảo ông đấy. Bây giờ đất này mua, bán này mua. Sau này thành cái mặt bằng như này thì ông chia ô cho ông bán.
Ô, anh không cũng nghe được à, bán cho biết tiếng phổ thông mà. Ừ. Nếu mình không trồng ngô, mà nếu trồng ngô thì sẽ đổ đất vào cho trồng ngô, nó bằng như thế này cơ mà. Bằng như thế này mà có phải dốc như thế đâu. Bằng như tận chân, đá khai thác tận chân. Nó bằng như thế này. Thôi cái này coi như là anh giúp đỡ thêm bà con. Mà mình cũng được hưởng lợi nhiều mà. Giúp cho bà con. Mà mình lợi hơn nhiều nhiều đấy. Ba chế đó là mà. Thì cái này thứ nhất là về cái tiền giống ngô này. Anh khoanh vùng này. Năm nay thu hoạch được bao nhiêu là bên chỗ em sẽ hỗ trợ cho anh về cái tiền giống ngô và tiền kể là tiền thu hoạch luôn. Và quan trọng đây chỉ mượn được mấy tháng thôi. Mượn mấy tháng mà mai sau là một ví dụ cái nền đất nhá. Cái nền này sẵn em sẵn sàng em hứa với anh là anh muốn trồng ngô em sẽ thuê xe đổ đất vào cho anh để trồng ngô. Để tiếp tục trồng ngô mà trồng bằng như thế này này. Nói chung là anh cứ suy nghĩ xem, với lại anh thử xem là từ trước đến nay khi mà vào thôn này em hứa với bà con gì chưa bao giờ là em không thực hiện cả. Chỉ có lợi cho bà con. Vâng. Làm có lợi cho bà con. Hôm nào con nhớ mua tá. Hải ông đâu rồi? Giờ chỉ hải ông kia nữa luôn. Hôm trước con có hải rồi, hắn tàu thì giờ hải chạy rồi. Nhà hải giờ chỉ giờ hải giờ thế giờ hải giờ cả. Thế giờ hải giờ hải. Hải tàu cũng chạy. Cái này là có lợi cho mình nhiều đấy. Đất bằng trồng ngô dễ hơn này. Không thì anh bán đi cho người ta làm nền nhà này hàng hàng trăm triệu. Chứ bây giờ trồng ngô được bao nhiêu? Chỉ có bao nhiêu? Chỉ có bao nhiêu? Ở bên đây chém chỉ tao sao vô tí, cái chép con niệm là tỷ đồng thanh, chém tỷ đồng thanh là thịt đấy đi. Mà vừa được kinh phí được tiền hỗ trợ nữa. Đi chú à, đi con chú tao chứ. Cái hưởng lợi sau này mới là lớn này. Chỗ này được mấy cái nền nhà đấy, mấy cái nhà đấy bán đi là có tiền rồi. Nhiều mà khơi tia tảng lầu chơi tao nè. Đấy như đất của ông Thò Mỹ Linh kìa. Có 300 mét vuông mà ông đòi 200 triệu. Chỗ này của mình nữa phải 1000 mét vuông. Nhân lên là bao nhiêu tiền? Ông già bảo là sẽ tính tiền thôi, ông già bảo thế. Tính tiền thế à? Ông già bảo thế mình sẽ chi trả là tính tiền thôi. Ý ông là ông muốn là bán luôn thôi. Bán luôn cái mình. Bán luôn à? Ờ. Ông không mà không cho mình hỗ trợ cái nhà đấy đó. Bán đất luôn à? Vâng. Ba đá rồi, phải ba đỡ đất rồi. Ừ. Ba đá đá là thành tiền. Thôi thì bây giờ thế này thì, gia đình về cứ suy nghĩ thêm. Ở đây là một cái việc mà thứ nhất là có lợi cho gia đình, thứ hai là có lợi cho cộng đồng, đúng không? Để xây nhà cho hộ nghèo như vừa phân tích đấy. Anh chú biết tiếng kinh biết rồi. Nói mình chung là có mặt bằng trồng ngô sau này. Nếu không trồng ngô thì làm nhà. Thế mà, dễ thế mà. Nhá. Yeah. Vừa được tiền hỗ trợ nữa. Thế mà thế tàn thôi. Đây anh Lùng đúng không? To ra. Thì bây giờ nhá, ví dụ bà con ở đây hiện anh Lùng em nhờ tí. Anh Lùng. Bây giờ nhá, ví dụ bảo bà con là đồng ý cho chỗ này thì anh có đồng ý cho làm con đường đi vào không? Đấy, em làm bình thường. Hả? Thế đồng có đồng ý làm con đường đi vào? Nhất trí gì? Nhất trí luôn. Đấy. Nó đơn giản. Người ta lấy cái đất của anh xong xong thì đất có ra đất ra. Ừ. Còn đường trồng được ngô nhiều. Đấy đúng rồi, đấy như anh Lùng này đấy, lấy đất ra trồng được ngô nhiều, anh còn biết thế mà. Lấy cái hồ đá to xong này dưới cái hồ đá nhiều. To này chỉ có chặt hết đất sản xuất của gì nữa. Ừ. Phá hết là một cái đất trồng ngô. Phá hết là toàn đất rồi. Đánh, dạ vâng, đánh mặt bằng luôn đấy. Vâng. Là sau này sẽ rất rộng. Làm nhà làm trồng ngô. Gắng là chung giúp đỡ cho bà con một tí. Cái này thì em cam kết với anh nhé, là sau khi hoàn thành xong nhé, nếu mà em phá đất cái chỗ đấy của anh ấy, cứ lập biên bản, anh muốn làm gì em được, em sẵn sàng em đền bù tiền cho anh luôn. Nếu mà em phá cái chỗ đường đấy của anh, cá nhân em. Mình
tiền u hái của cái u hái nó tết bột cho nó nào 300 triệu. Ôi giời ơi, 300 triệu. Tổ nhân lên đấy, tổ tàu lò tàu hơn hơn đất huyện Mèo Vạc rồi. Chắc là đâu được con đây thì cứ chờ để anh em nó khai thác hết đi, xong rồi có mặt bằng thì bán sau. Thế còn có giá hơn. Thế thì đây là cái suy thêm này. Lúc nào đấy và gia đình tâm sự. Chứ không nên bán đất. Bán đất làm gì, mình mất đất, mất đã diện tích đã không có rồi bán làm gì. Anh em chỉ khai thác đá thôi mà sau đó là trả lại mặt bằng như thế này, đúng không? Rất rộng. Nó suy chuyển như giúp giấy tả mà đâu, thế tia tả mà chút cho nó. Gia đình làm nhà đều bán cho người ta làm nhà có giá hơn. Có cảnh cảnh thôi mà. Đây bây giờ nhìn này, đưa thưa có mấy cây ngô trồng được gì đâu. Chụp tí thế là ụt rồi, tí là rồi. À vừa nãy gia đình bảo là đi chỉ chỗ ấy á. Đây mình sẽ học vòng từ đây sang bên đến bên này này. Là được mà. Đấy. Đây xem nào. Thực địa luôn. Ờ. Đây này, mình lấy quanh khu vực này nhá. Đây này. Lấy cậy hết những hòn đá to quanh khu vực này đi này. Đấy. Rồi rất là nhiều đá đây, quanh khu vực này sang đến bên kia này. Tôi tính ta tôi mà hai ô lúc bây giờ sự thì mày ơ. Tôi tính chỉ chết tôi rõ như mình chia mà như vô tàn thôn đã như à. Sọ không nổ chứ bây giờ lo không nổ thì một đợt bệnh xong lông lỗ rồi chứ như tờ tạ này. Đấy chỗ khu vực rất là nhiều đá to này. Mà giữa cái mặt bằng này cũng của nhà anh ấy gì? Trên nhiều ô tả đâu chứ. Đúng không? Đấy mà vừa tả cho mình. Đây cũng phải mượn luôn cái mặt bằng này. Để mà dựng nhà lên. Đấy đến gần mới nhìn thấy là khối lượng đá cũng nhiều này. Dạ vâng, lớn đấy ạ. Đấy bây giờ mình bỏ hết những cái hòn đá to kia đi anh, chẳng đầy đất à, ở dưới toàn đất thì cái gì nữa. Lấy thì cái chỗ cái hộp này đi thẳng cái hộp kia. Ừ đấy. Thôi đi thả cái lá xinh kia. Lấy hết ở trên, thậm chí là còn phải lên trên một chút nữa. Ừ. Nếu không thì mình phải lấy lan sang bên ấy này. Đất của anh chứ từ đâu đâu? Từ cái chỗ mà ngô xanh là cái chỗ ngô mà vàng này là trên bố phân và vàng này là trên lên phân là cái chỗ này là của hộ khác ạ. Ngô xanh là sang hết bên cái này. Cái chỗ mà ngon hơi bé tí là cái xanh về khu vực. Đấy của nhà ông cụ đúng không? Không. Bên kia là của nhà ông cụ đúng không? Bên kia của nhà khác ạ. Của nhà nào? Nhà Lình Xê, cái nhà kia. Thế gọi Lình Xê ra đây. Chúng đi làm thuê ở Bát Gia là không nhà. À, Lình Xê mà ông mà chưa lấy vợ ấy phải không? Ông chưa lấy vợ ấy. À, thế được. Thế còn nhưng mà còn cái anh thọt anh em bị bại liệt ở nhà mà. Thì em sống. Đúng rồi. Thế thì tuyên truyền nốt cái hộ để lấy bên này nhá. Mình sẽ lấy cái này trước đã rồi cái kia thì xong rồi lấy xong. Mình lấy xong lấy cái này trước cũng được. Đấy nhưng mà vẫn phải mượn cái bãi ở chỗ này. Vâng, đây. Đây là mặt bằng vì ở chỗ này mưa nhá các thứ là nó không đọng lại anh ạ. Đây. Đấy. Ở chỗ này không có đá la mà trên núi kia thì đá cứng không có đá la, chỗ này cũng được. Dựng một cái nhà xưởng ở đây. Nhà xưởng chỗ này quanh từ đây dạy dựng ra này. Xong rồi là dựng cái nhà xưởng là dựng một cái lán để nó sao để cái máy móc nó mưa gió nó đỡ. Để xi nữa. Để xi là dựng một cái lán nhà riêng. Đấy. Dựng một cái nhà lán là riêng để đựng xi trong đấy. Còn ra vào khóa cửa vào rất là thêm một cái phòng nhỏ nhỏ nữa để ví dụ là anh em nào có trông ấy thì hay nào đó thì là nằm luôn ở cái phòng nhỏ nhỏ đấy. Hai 3-4 mét vuông thôi. Anh Chứ này có biết gì về xây dựng không Công ơi? Anh Chứ này có biết gì về xây dựng không? Cho ông okay. Tổ khai thác đá. À, cho tổ khai thác đá, cho tổ trưởng luôn. Đây như này là có đấy, mình mượn đất khu vực đây. Từ đằng bên này ra tít đằng bên kia. Riêng cái đằng trước này sẽ làm cái chỗ để ấy gạch. Lán mình sẽ dựng ở trên này. Đấy. Công ơi, dạ. Chỗ này mộ hay là mộ đất đây? Đây mộ ạ. Mộ đúng không? Mộ nó có thể trống. Cái chỗ để trống này là tổ mộ nó hết ạ. Thấy không là đã trồng mộ rồi. Ở kia cũng tổ kia là cái mộ rồi mà. Thế đấy không sao? Dạ. Gia đình như nào? Nhất trí không? À, thôi nhỉ à? Thôi nhỉ mà gỗ để tàn à? Không thì lán mình phải dựng ở trên này. Đây để chỗ này lấy mặt bằng. Đấy. Chỗ này là chỗ mà bằng mà để xe máy về chở được cố lại. Quay xe rồi xong này. Đây một cái lán ở làm kia. Lán đây này, chỗ này này.
Đấy, lá là tay chỉ đấy. Đấy. Ừ. Nó tiệm xi là sao, nó bốc, nó đưa vào máy, nghiền luôn, đá đập bắt đầu sau. Đá, đá đập ở đây là cho nghiền luôn, đấy. Cái chỗ bãi này sẽ bãi để bột đá này. Bột đá, sau đó đổ, mình đổ bê tông, đổ phát hết ra đây luôn. Ừ. Đổ bột đá lẫn đất cát vào, làm cho nó dễ. Không, riêng cái sân bảo phơi, phân trộn những thứ là sân xi măng rồi. Xi măng đấy. Còn đương như cái sân này mình chỉ làm mặt bằng ra, mình để mình phơi ấy thôi. Phơi gạch thôi. Phơi gạch thôi, không sao cả. Phơi gạch thì mình có thể mình phơi tiếp theo ở chỗ có đường đi cũng được. Mình chỉ để lối vào, xe con nông vào đâu là xe ô tô bốc đâu là bốc quặng từ đằng ngoài bốc gần vào đây trong. Rồi mình chuyển đi ra ngoài. Thì mặt bằng nó không có, mình phải làm vậy. Nè, anh Chứ bảo gì không? Chứ ơi. Không trả lời được. Yeah. Nhưng mà đây như là chỉ trồng trái mà, trồng trái cho gia tộc nữa, trái để gia tộc nữa, để chui ăn nữa. Ôi mà điện tản đâu nó mới nổi là để cái hốc cây mà trên một đám. À, chỗ cái cây đấy. Sang bên này. Sang bên này. Đây đây. Ý là chỗ luôn luôn là tê chỗ nó đi lên đến cái chống kia nhưng mà nó dính dưới nó thẳng từ cái hốc cây một đám này sang bên này đó bên này ông không đồng ý rồi. Bên kia nữa. Ừ, cái xung này. Từ đây sang đây á? Vâng. Thế tại sao bên này không đồng ý, bên này toàn đá to này? Cho project lô là nó cái tủ ở đây, ủa chứ ủa mà. Chú chỉ đợi. Này cái như project lô tổng này nè. Mà như project lô mà. Thì cho cái mặt bằng của. Đấy, làm kiểu kia là xấu. Chú ở một tủ lìa ta là. Tôi cho chả bớt ta cho ai nên lô ta là chả bớt chứ. Thì ô mà, thế mà thầy dư xí tủ dư mà. Xí tủ dư đó nó tạo ra dư. Đấy, chỗ này này, đầy đầy đá to này, đây này. Cắt thử cái cây to. Anh nói em là khai thác những cái tất cả cái đá to nhá. Thì sau này cái nương của em nó mới rộng. Nó như thế này này. Đấy nó bằng như thế này này anh này. Cái này cơ mà. Từ đang cao rồi nhá, xuống bằng này, bằng từ trên xuống dưới. Chứ không dốc như này đâu mà bằng luôn này này. Mình chịu làm sao mà cao tiết tiền không? Em làm nhà đây cũng được, em trồng ngô cũng được. Tiết trồng thằng luôn. Hiểu không? Chú số cầu tiết tổng không? Số cầu ta đi. Giờ lấy vùng vuông tí này. Vậy thì nếu cho tao chỉ thử số cầu mà chi tiết thì chịu làm. Xấu cái thế đất ra ấy. Làm đã họ đã làm giúp cho mình là làm hết nhá. Làm hết để em có cái mặt bằng nó bằng như này này. Chứ không phải dốc này, bằng này từ đây xuống và tít chân núi luôn. Núi trên mình là như con tệ. Cái vách kia kìa, cái vách kia nhá, đánh thẳng xuống nhá, là nó bằng luôn này. Ủa xa hiểu, phú là xí hiểu hải kìa. Rộng thế mà. Ủa xa phú là ta cho chế, chứ xa phú là ta cho chế. Một lâu nó ghi cho mình là bấy đá để là tất cả 33 nhà đấy thôi, nếu mà cổ là hơn thì ông không cho nữa. Ờ thì đúng là 33 căn nhà thôi. 33 nhà thôi. Vâng. Còn làm đường thì khai thác chỗ khác. Trên đường rồi để vận chuyển cho dễ rồi. Bỏ đá đây đi làm đường nữa. Thì kem mà nhiều trong này ok thì chỉ là vô không nhìn ok là mình mà chỗ phê phê. Phê luôn. Thế là anh đồng ý rồi gì? Ủa tổ từ sạt từ. Ủa tao không đâu mà chỉ tạo từ mà chỉ lấy mua có từ mà chuyện máy mà giờ chỉ chuyện máy mà. Thế nhất trí thế thì để cho anh em nó tính toán phương án xem là ngô bao nhiêu để anh em hỗ trợ nhá. Nếu mà em sẽ có ý kiến này, nếu mà xin lấy đấy cái hồ đá to to này đi lên đấy cái vách tường kia, cái vách kia xong là về đấy cái chỗ dinh dưỡng của tình lệnh A B là lệnh A với lệnh C là lấy cái dinh dưỡng đấy của lệnh A đó. Ngày mai là vào đo luôn về cái diện tích ngô. Vâng. Đấy như nào sẽ đền bù lại cho anh ấy về cái diện tích ngô. Cả năm nay là thu hoạch được bao nhiêu? Vâng. Đấy. Thế là thế chủ rồi cho bốc cái xe tải rồi rồi bốc đi mỗi cho bốc cửa đi cho bốc cửa điện à. Nhìn mà thế chứ bốc cửa ô còn mà giờ đi cho bốc cửa tội nhẹ là thế ô có xe đó thì có dầu hay nhẹ thế bốc cửa đó chỉ có thổ rồi nhưng mà bùa thôi nhưng mà sao chứ anh yên tâm là mình giúp người sẽ có người khác giúp lại mình cái đấy mỗi lần mình phát chuyện đây sẽ để từ từ người phát thôi mà đây là Mạnh đang giúp em đấy. Không phải là em giúp người khác. Mạnh đang giúp em là dọn hết đá nương ra hải chỉ trong một tiết kiệm. Rồi còn hỗ trợ cho mình. Nếu họ thôi là bao nhiêu thì dòng xe nếu phú thì mà họ phát thì giờ là phát. Sau đó thì em mới giúp. Dù trên thể chữ vị. Mà đây nhá, mà coi như nhá, bây giờ ví dụ em hỗ trợ cái tiền ngô thu hoạch ngô này, coi như anh không mất tiền, không mất công chăm sóc nữa. Từ giờ đến lúc thu hoạch nữa, đúng không?
Xây ra nhưng mà nếu mà không tính nhiều thì ăn thôi. Không, không tính nhiều rồi, tính nhiều thì cũng khó, thì một năm xe mình đo xem một vụ xe thu của đời hơn triệu là bao nhiêu thì đấy. Một năm mình giúp một năm mình hỗ trợ cho một tí, một năm mình hỗ trợ cho một tí. Khi nào ấy mình khai thác xong mình thì mình cái đá là mình trả lại. Khai thác nhanh đúng nhưng rồi, mà đấy, không nhanh thôi, một năm thôi. Mấy tháng thôi. Xong sang năm là trả lại mặt bằng gia đình chồng. Hết năm nay đi. Nếu nếu là trả xong nó xạo tao bất cứ đó gia đình xong nữa tao tao sao cơ mà. Mà hàng ngày anh không cần phải đi làm ngô chỗ này nữa, đỡ không? Đấy. Mà chắc chắn sang năm nữa, nếu mà trồng ngô thì chắc chắn sẽ được nhiều hơn. Vì đất nhiều hơn mà. Đá dọn hết nha. Sướng quá gì nữa. Nếu là anh cho không, cho mạnh để khai thác. Thì ua thì mà như là cho bà đã ua ta đâu ta tao thấy sao tao thấy mà cho bốc cái cho bắt thôi vậy thì đâu tu ở chắc chắc mà tu ở chắc mà thôi đấy thọ thì cái chị tôi thọ thì ở chắc đi nhìn chị tao mà ở chắc mà thế rồi nếu thọ ít thọ ta tao cho xe thế mà xe thế mà ta dùng tài dụng thì cũng như thế tao rồi nên mình nên lấy cái thọ cho bốc chị tao giờ thọ thì cái chị kia tao dính dây tiền rồi đi mà héo chị nên níu trưởng thôn ạ. Sau khi anh đồng ý thì mình phải thành lập kêu gọi bà con giúp đỡ anh để san lấp cái mặt bằng này để làm đấy, để ngày mai là mình triển khai làm luôn, làm nhanh. Xong là có mua sắt thép về. Mua sắt thép để là mình đánh sắt thép mình dựng xem là cột nhà luôn. Em kêu gọi luôn mỗi hộ gia đình, xong chú ba hộ ấy, cử ra để có việc gì giúp nhá. Vì làm nhà cho họ mà. Xong rồi mai là bắt đầu vào để đo lấy cái lán, vừa lán này vừa là cái nhà để cái nhà tạm để si đựng si này, rồi thêm một phòng nhỏ ví dụ là. Vào đấy nghỉ ngơi này, ăn uống ăn buổi trưa ấy, hàng ngày buổi trưa này họ sẽ hỗ trợ cho bà con ăn rồi. Đấy. Ôi, thế bây giờ chốt đi, chốt cho phương án này nhất trí nhá. Ừ. Sau đó là chiều hoặc mai là các em tính toán phương án đền bù nhá. Dạ, vâng. Dạ, thôi gì chờ thế bọn nhớ chán thế mà nó mình tôi mà rủ cho mà xả. Cảm ơn chứ. Thế em cảm ơn anh chứ nhá. Ok. Ôi, thế là cũng đã xong, cũng rất là cảm ơn anh chứ cũng như mọi người đấy ạ. Vận động cho bà con mình hiến được cả cái khoảng đất, không phải hiến mà mượn thôi, cho mượn rồi là khai thác đá những cái hòn đá to này để làm chỗ bên vật liệu xây dựng thì nó rất là đơn giản. Mà bên chỗ anh Lùng thì cũng đã đồng ý là làm một con đường đi thẳng vào đây rồi, đấy, thông một con đường đây rồi. Đất chỗ này nhà anh Lùng đúng không? Đúng rồi. Đây này cái chỗ trên này này, chỗ trên này không phải là... À thế à, cái dưới cái con đường này. Ừ, dưới con đường này. Thế là cũng rất là may mắn rồi. Thì mình đủ cái xe cải tiến mình kéo đi kéo về là được. Đấy. Xe cải tiến là mình biết là xe gì nhỉ? Xe cải tiến là mình lắp hai cái lốp xe máy vào. Ừ. Mình lắp cho nó rộng ra. Đấy, hiểu chưa? Đấy, như xe bò ấy. Lắp trâu và bò và kéo ấy. Đấy. Lúc đấy trưởng thôn cho mượn bò nhá. Kéo. Bác bò sợ gì? Bác bò sợ gì? Làm quả xe bò ấy, đấy. Đã. Ủa, chế thành xe bò kéo luôn là kéo bò đi thôi. Bò ấy đúng rồi. Châu xe bò. Đấy. Nhưng mà trâu thì ở thôn mình không sống được. Đúng rồi. Thế anh Khoa với mọi người ở đây ăn cơm luôn à? Thôi thì anh đang nấu cơm cho nhà em ạ. Chiều anh họp thường vụ. Dạ, vâng. Đấy, thì em cũng xin phép là chiều hôm nay em ở đây để cùng với bà con lắp cái nốt cái đầu chảo cho bà con anh ạ. Anh em đi về lên nhà cấp nhá, đi được xuống. Xong bắt đầu lát từ tổ 4 về tổ 3 đi tổ 1 cuối cùng. Nù đây nhá. Dạ vâng. Thế thuyết ở đây em về. Em đang đi về đây. Cảm ơn chị. Vâng, em cảm ơn anh Khoa nhé. Hôm nay anh vào đây công tác về vận động cho bà con dễ hẳn ra. Đúng thật. Anh em cố gắng nhé. Dạ vâng. Nào đây em chào chị nhé. Anh em lên nhà vâng, lên cơm ăn cơm đấy. Okay. Dạ vâng, em chào anh ạ. Ví được ạ? Từ này lên nhà cơm đấy. Không anh về chiều. Không nó cơ rồi, riêng mới tính nó cơ. Chiều họp thường vụ. Không uống rượu mà, cơm không đâu mà. Nó lau cái số lầm rồi thì về cơ đấy. Cơ đã xuống. Mấy anh em lắp TV xong. Ừ. Cái này là khát, mất buổi chiều, mất buổi sáng là lên nhà đấy. Anh em lên nhé, lên nhà xong là cơm anh em lắp TV xong. Ok. Thôi em chào chị nhé. Có gì hôm nào nhờ chị bên địa chính là chắc chị em mình sẽ là khoảng bỏ ra một ngày để lên đo lại các ranh giới đất của cho bà con ở trên thôn Làn Trải với lại là để làm cái tuyên đường chính ấy chị. Vâng vâng. Dạ vâng, hôm kia đi thì em vào xã. Vâng, em còn chị nhé. Dạ vâng. Vâng. Vâng anh về. Dạ vâng.
Thôi thì buổi trưa ngày hôm nay thì anh em mình sẽ ăn cơm ở nhà trưởng thôn mọi người. Bây giờ anh em sẽ di chuyển lên đấy thôi. Thì hồi chiều nay cũng có đồng chí Nù bên hội cựu chiến binh xã cũng trực tiếp là cũng đi giúp đỡ cho bà con để lắp đầu chảo mọi người ạ. Đấy, nói chung cũng may mắn là hôm nay đánh nhanh thắng nhanh. Thế anh Lùng nhá, hôm nào là làm xong này anh cho em mượn đất nhá để làm đường nhá. Mượn đó là 2 hàng ngô nhỉ. Ok anh, đấy thì anh còn khuyến mãi thêm 1 hàng nữa. Dạ vâng, thế em chào anh nhá. Thế mọi người ạ, bây giờ thì anh em sẽ vào nhà em Công để xem chuẩn bị nấu ăn. Món này món gì đi ông? Gà. Gà luộc à? Nhìn ngon thế này. Để mọi người xem này. Ý, gà mông mình ấy nhỉ? Gà ta mình, ấy nhìn, ui dồi, nhìn hấp dẫn thật đấy. Đây mình vào trong này xem. Diê nhé, chào Diê nhé. Đấy, Diê hôm nay đầu bếp à? Đầu bếp đây là chuẩn bị nấu cơm. Đấy, hôm nay đầu óc mình dạo này hay quên thật mọi người ạ. Còn cái đầu chảo của em Công nữa. Ngày mai thì anh em vào đo đạc thì mang cái đầu chảo bên cho em Công vào để cho em Công theo dõi thời tiết rồi xem tivi ấy. Về hầu như là tất cả các cháu với lại mọi người ở tổ 2 cho em Công là về đây xem tivi hết. Đấy. Nên mọi người dự kiến là bên chỗ anh Công hỗ trợ cho bà con mỗi một bộ bàn ghế như thế này. Mỗi gia đình thì đợi trưởng thôn về xem là hôm trước trưởng thôn đặt ở đâu, bao nhiêu tiền để mình thống kê lên mọi người ạ. Đó, để tôi ăn cho mẹ chú đấy mọi người ạ, đây là ăn cái rau bí này với ngon này. Đấy, món này là món đặc sản của con đấy. Đấy mà xin nhờ ra thì sao? Cháu tuần chú chỉ có rồi.
tối nay là bà cho gọi hết bà con đến xem nhé. Bà có xe nào? Có mưa không? Đúng rồi. Biết mưa không? Đấy, bà có xe dịch Covid 19. Đúng rồi, dịch Covid. Mà như thế nào? Người ta này bị cái đầu trọc nó cháy rồi, không được xem phim. Đẹp quá. Đẹp quá. Vâng, chưa lại nhiều việc quá, biết vậy. Thông cảm đúng là xin lỗi trưởng thôn rồi. Không, ông qua chờ ông kia nó muốn đi ra để lấy mà. Bộ máy con này không đi chợ không? Hết tiền không đi chợ nữa anh. Đi chợ tốn tiền lắm nhỉ? Mình đi chợ, mình đi chợ không là mình tính một cuộn là phải tầm 500 nghìn. Ây da, đi à, hay phải ăn chơi nhá, đi chợ hết 500 nghìn là được nó đấy. Nhẹ. Chết. Đấy, mấy nữa là xem là ngày mai chủ thôn là sẽ tiến hành cho bà con là xong lắm. Thì em phải vận động 33 hộ gia đình là đi làm nền luôn. Nền nhà? Làm không, làm cái nền bãi gạch ấy kìa. Làm luôn. Nền để mình đẩy nhanh tiến độ lên. Có cái nền luôn, bắt đầu làm đấy anh em, biết to là không thể thói như thể chế được. Điện thì chẳng thể vui, không thể thói như thể chế không đấy, không thể nào. Tính chuẩn bị có thể xem TV vui không? Vui chứ, vui kìa. Vậy là có hết. Vui hết, cái gì cứ xây được hết, làm gì hết. Đấy, mình phải bảo quản. Cái đầu kia nhá, cái đầu kia xoay, đầu kia nghĩa là mình xoay free là mình không ngủ nhá. Không, không ngủ luôn. Không ngủ luôn. Tối thức cả đêm à? Đêm. Thì xoay free cả một sáng rồi. Anh giá. Thì 3 giờ thì mình bắt đầu mà nấu cơm thôi. À, cái đây là thấy cầu mò. Chết, tối nay bà con cả thôn mình mà xem không ngủ thì chết dở, mai không làm được cái gì luôn. Có đại ý nhá, có đại ý là mất chỗ nhá, nó vào nhá, phải đại ý nhá. Trước kia này như thông tin các cô chú kể ra là mà xem TV thì người ta lấy gà hết mình không biết. Lấy gà không biết hả? Đấy xem phải để ý, xem là để mất gà chết dở. Đấy tí thì rong bí để cho vào nước luộc sóng gà này hơi được đấy nhỉ? Luộc cái này xào với lại lòng gà. À, xào lòng gà, cái gà, rau cải luộc kia luôn. Là rau cải, canh rau cải. Úi giời, ngon đấy. Hấp dẫn quá. Thiệt là con sô trẻ. Chào xin rồi. Đầu bếp trưởng Gia. Đấy. Bếp trưởng, chủ bếp. Mốt rượu mốt, chỏ Gia. Chỏ Gia bạn bốc kí. Đấy, ngày mai là phải đi ra nấu cơm cho bà con đấy nhá. Vâng. Gia nhá. Rồi, đúng rồi, rồi. Ơi mọi người ạ, đây, anh em mình chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay có món trưởng thôn đãi rất là ngon, thịt gà đấy, rau bí và canh rau cải, toàn món chất lượng. Anh em mình không ăn cơm nhá, không uống rượu đâu. Anh em ai uống để chiều còn đi lắp không, phê lắm. không lắp được cái gì đâu. Ừ, để còng kiếc cho các cháu chưa công? Ừ, ôi tính lấy lọ ớt này với chuẩn này nhỉ, tính nhỉ. Đấy, đấy, nhiều tí ăn ớt nó mới sướng. Ăn cơm mà không có ớt mình cảm thấy kiểu thiếu cái gì ấy mọi người. Đây rồi, cái điện thoại của ai đây nhỉ? Của Công. À, của Công à? Công. Ừ. Em chia bát đũa ra. Đây, giấy ăn ra lo bát. Đây, đưa anh lau cho. Đây này, giấy ăn đây này. Giấy này lau này, giấy này. Đấy, giấy này. Đấy. Hả? Đầu bếp trưởng Gia đã nấu xong. To á. Đó là con chè đòn. Đó cũng là con chè đòn. Đấy, ăn xong là tí anh em đi quay chảo nhá. Hôm trước hôm trước đúng thật mọi người ạ. Quay đến mấy tiếng đồng hồ mới xong. Bê tivi ra hẳn chỗ đấy xong là xoay có rồi thì mình mới. Đúng rồi, hôm đấy bê cả tivi ra mà. Hôm nay cứ thay độ kinh nghiệm cứ là thế. Ừ. Không, rút kinh nghiệm từ nhà mí hờ. Hôm nay mình cũng thế. Hôm nay mình cũng bê cả tivi ra không là thôi. Anh em mình vào ngồi ăn thôi. Trưởng thôn Gia vào thôi. Núi, anh em vào ăn cơm đi.
Đấy anh em cứ uống rượu nhá, anh ơi xin phép thật. Đây, hả? Các chén đây. Đấy, bữa cơm thịnh soạn. Trận. Quá ngon. À, vượt tiêu chuẩn đấy đấy. Anh ngồi vào hay kịch chân à? Thôi chờ, chờ ta trong kia. Ờ. Đâu? Đây có một đôi nữa này. Thôi anh em mình vào ăn thôi. Nhỉ. Hả? Chứ thôn vào đi. Ta chưa rõ chưa mà em mà chưa mà. Thì lại lấy thêm đúng mà vợ con đâu hết rồi công ra bờ cửa chụp ảnh đi giả giống lợn à giả giống lợn đấy đúng rồi đấy à giờ ngay lúc trong là thế này sao ngồi này thoải mái này đây cụ bó già ngồi đây cụ đâm bóng mang ghế hôm qua mượn con giống của thằng chú chú B xong rồi mang về một đêm hôm qua chết chết rồi á hôm qua chạm chết à thế à mượn về một đen có một đen đây trưởng thôn ngồi đây tí nữa em đứt camera em ngồi chỗ này lấy ghế đây đấy. Thiếu đây thoải đấy. Mái mà riêng ngồi đấy ngồi ghế đây đây còn chỗ đây, đây còn chỗ mà không tí ngồi ghế đây đấy, đây còn mà, còn đấy, ghế mà đấy ngồi đấy ghế cao ghế chồng hai ba cái vào rồi. Đúng rồi không xa đâu mà cái để nó cao đi thấp ôi em không uống rượu hả không, không anh em không uống thật vì là chiều đi làm ấy bây giờ uống vào mệt lắm chị che à lắm cái đơn giản thôi mà lắm nhưng mà không phải mình đi ở uống rượu vào nói trên cái cả đồ đó là cả đồ đó cả anh em nữa là hai người lắp cái hai người lắp cái anh em làm thế thôi anh cạch với mọi người nhá để cho vui ấy chứ còn thực sự anh xin phép thật không uống cũng đào đấy là không uống nó phí ra thế tí trưởng thôn uống của hộ anh nhá. Cái gì hồ được nhưng mà rượu chắc không hồ được. Đấy, xong là anh em mình cạch nhau cho khí thế xong là để chúc mừng cái buổi ngày hôm nay là cũng thành công tốt đẹp đúng rồi là cũng giải quyết được cái quan trọng nhất là cái bãi đá cho một kho tạc cho giải luôn sẽ ủa nhưng mà anh em mình có ly mà. Thôi mấy anh em chắc cũng không uống đâu mà thôi mình cũng cạch cùng anh em tí nào thôi chúc mừng bà con mình nhé bây giờ chuẩn bị là 33 hộ gia đình có nhà này chuẩn bị là có đường ô tô vào tận nơi này thì đúng rồi không còn gì bằng nữa rồi đấy sướng nhất là con đường mở ra đúng rồi chúc mừng bà con mình ở nhé nhờ anh xin nhâm môi nhá rồi bà con mình anh em cứ uống nhá vì thông cảm vì chiều đi làm ấy nên không uống được chiều mà không làm gì uống thoải mái luôn đây làm tí rau cải cả mùa đông vừa rồi ăn rau cải dưới cán lủng thì công việc của ngày mai là sẽ công sẽ huy động bà con để ra mình san lấp mặt bằng để triển khai luôn 33 người đấy là 33 hộ đấy là phải tham gia hết chiều tí nữa chiều tối xong rồi em gọi xong là mai anh sẽ vào để mình san lớp mặt bằng xong là sẽ vào để nấu cơm sau là em điện cho các tổ và các tổ đấy đi gộ với lại hộ rõ ràng thế nào nó có cầm công nhưng mà không cầm thì mình chuyển sang khác nó cầm thì cứ em đã lập danh sách thì những hộ mà có tay trong sách là sẽ thực hiện thế mình công việc như thế thôi xong là để nào ấy nếu mà bảo là không có ý cái ý của nó là nó không làm điều đó thì xong mình sẽ chuyển sẽ em nói thẳng luôn hộ nào không tham gia chuyển làm nhà cho hộ khác vâng vâng đấy, đấy chuyển thẳng luôn thế. Mình phải phải quan điểm nhất quán rõ ràng đấy bây giờ mọi người ạ thì anh em mình bây giờ sẽ bắt đầu dùng bữa đây Nắng Cao Nguyên cũng xin kết thúc video tại đây một lần nữa cũng xin thay mặt bà con nhân dân cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều cảm ơn nhóm thiện nguyện của anh Công Vũ đã hỗ trợ cho bà con nhân dân một cái số tiền rất là lớn thực sự không còn gì vui hơn nữa rồi thì bây giờ thì video của Nắng Cao Nguyên kết thúc tại đây mọi người thấy video hay hãy like và chia sẻ và hãy đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye bye.